Gospel trên nền nhạc dân tộc đến từ ban nhạc dân tộc Vân Anh thưa quý vị. Và bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu. Số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra,
vương. Sau khi em nói tới dây dài, ai ngờ hát ca, ai ngờ chúng ta em với ngoài cái sợi dây. 37, 37, không 37, 37, 37, 37, 37 ra 37. Sợ gì thì còn sợ gì đây? Vì gì mày ôm buồn đâu? Xin mừng ta, xin mừng ta. Nụ cười đều rung ngàn hoa, rung ngàn hoa, rung ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao. Trời cao núi xanh mây trời sao à? Còn số sáu, còn số sáu, còn số sáu nào, còn số sáu à? Lá cờ hết sức lâu không dừng xe. Con số sáu là con số độc giải. Giang ơi, quan bỏ là dè. Rồi con trai đứng đó nhìn cho chú ấy rồi, đứng đó giúp cho cô đó. Trời ơi. Thôi rồi, ok. Bây giờ mình nào. Đây con rửa tay giùm cho cô con. Ừ. Con nhìn đây nè con. Bé nó vô tư luôn. Rồi bây giờ xin bên đây là giùm em quý chị nha. Rồi quý chị ơi, quý chị vui lòng giờ số với lại cùng Cát Thi nha. Số 6 còn ai kinh trùng con số 6 quý chị. Rồi ngay từ bây giờ Cát Thi sẽ giờ nhanh giờ nè để phục vụ cho quý chị dòng loại sau cũng như là dòng loại này là 20.000 đồng luôn nha quý chị nha. 121 số ký hiệu lô tô hôm nay. Đúng rồi. Số trúng thưởng tại Lô Tô Hương Nam cho dòng loại 20.000 đồng. Số 6. Số 6 có 1. 24. 24 có 2. 37. 37 có 3. 44. 44 có 4. Em ơi giờ số chéo nha. Rồi ok rồi. Đây đây thì chị mượn cái tấm vé của em. Đây. 121. Đúng rồi. Số 6 có 1. 24 có 2. 37 có 3. 44 và có 4. Đúng không con? Rồi cảm ơn con. Bây giờ quý vị ơi, hai chủ nhân đã may mắn đã cưng trùng thì sản phẩm mình sẽ chia đều cho nó gọn gàng và nhanh gọn lẹ ha. Và bây giờ nó chia đều ra. Khoan, có một chị gái chị đi vòng qua phía bên đây một người ơi. Đó, hả? Dạ rồi, vậy là ba người đọc giải đó quý vị. Rồi chị đi ra làm trước luôn chị ơi. Chị vui lòng lên đây giùm em ha. Rồi, nếu mà chị có kẹt quá chị đứng rồi chị bước lên cái ghế giùm em ha. Đó thôi dừng té nha. Cũng định bước lên đại đi rồi. Ok, cảm ơn chị. Rồi bây giờ cho các thi vào số cho chị ba thêm người thứ ba nữa cho quý vị nha. Số ký hiệu tại Lưu Tô Hương Nam 121. Chị ơi, đúng ký hiệu như quý vị nha. Và số trúng thưởng hồi nãy chị số sao? Số 6. Số 6 có 1. Chị kinh trước cho nên là coi hàng nào đủ. 19. 19 có 1. 29. 29 có 2. 44. 44 có 3. 54. 54 có 4. Chị đúng này kinh trước rồi. Bây giờ là có 3 chủ nhân. Thưa quý vị, có 3 chủ nhân là may mắn đọc giải trong lần này. Chị ơi, anh trai ơi, bé ơi, bây giờ là giá trị giải thưởng sẽ là chia đều hay là quay số? Chia đều nha, ai cũng sẽ có quà. Mỗi người nhận giùm em phong bao lì xì 350.000 đồng. Rồi, và chưa hết nha. Bây giờ các thi sẽ hỗ trợ quay số. Ai số lớn nhất nhận thêm đó là voucher 1 triệu đồng từ hệ thống Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức. Đầu tiên là chị gái nha, mình theo thứ tự từ bên đây qua nha. Rồi chị đứng đó giùm em nha. Rồi chị gái đầu tiên con số đó là 38, thưa quý vị, của chị 38. Rồi chủ nhân thứ hai con số 43, vậy là em chào tạm biệt chị nha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi của con là 43 nha. Rồi và người cuối cùng đó là con số 14, thưa quý vị. Rồi đây là của con nè, của con nè. Rồi con gì à? Con gì cho cô gửi lời thăm ba nha. Rồi con trai may mắn quá. Và thưa quý vị, dòng lời tiếp theo vẫn là 20.000 đồng cho một là vé. Cô chú chị nào mà chưa có vé có mình dạng giơ tay lên liền giùm em nha. Chúng em điều động nhân viên tới tận nơi để phục vụ cho quý vị mình luôn. Đó, thò tay ngọc, thò tay ngà, mang róc là móc ra. Đó chứ đừng có ma rét mà nhét cho vô là tội nghiệp chị em lắm thưa quý vị. Còn ngay bây giờ xin mời vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu, cùng giao lưu gặp gỡ với người đẹp Ngọc Nữ Lô Tô, Tâm Thảo và Nam Thanh Lực, Thiên Minh.